Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, tại thời điểm hộ thành đại trận bị phá, liền có một tên dị ma tộc ma quân lao lên, hắn muốn đoạt xá thân thể của huyền thịnh các chủ. Thế nhưng ngay tại thời điểm tên này sắp lao tới nơi, thì có một cổ lực lượng cường đại từ hư không phía xa bạo lướt tới, đem thân thể hắn trấn cho nổ tung, trực tiếp hôi phi yên diệt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, cơ hồ đều quay đầu nhìn về hư không phía xa kia. Ngay cả đám dị ma tộc cao thủ cũng thế, không một tên nào dám động thủ, đều ào ào quay đầu nhìn tới, dưới con mắt của mọi người có hai đạo thân ảnh từ trong thông đạo đi ra ngừng mắt nhìn xuống Đan thành bên dưới hai người này đúng là tần trần và mặt uyên bạch sau khi điên cuồng chạy tới thì lúc này mới đến được đây chứng kiến Đan thành phía dưới không có thương vong gì thì tần trần mới thở phào một hơi cảm thấy may mắn là bản thân còn chạy đến kịp thời mà ở bên trong Đan thành khi nhìn thấy tần trần xuất hiện làm cho tất cả mọi người nhất thời ngẩn ra sau đó đủ các loại thanh âm kinh hô vang lên là thánh tử là trần thiếu là trần các chủ tới nhìn mọi người kích động như thế trong lòng tần trần cũng hiện lên cảm động Thanh âm có chút nghẹn ngào nói: "Chưa vị, thật xin lỗi, ta tới muộn." Nói dứt lời, ánh mắt Tần Trần đột nhiên phát lạnh, quay sang nhìn đám dị ma tộc trên bầu trời. Thanh âm băng lãnh nói ra: "Tất cả dị ma tộc các ngươi đều đáng chết." Theo thanh âm vang lên, một cổ thông thiên sát ý trên người Tần Trần liền bạo dũng đi ra. Sát ý này như ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp đem ngập trời ma khí xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Cảm nhận được cổ sát ý này trên người Tần Trần, không ít dị ma tộc bị dọa cho giật mình, trên mặt lộ rõ hoảng sợ. Thế nhưng do nhân số bên mình đông hơn, mà Tần Trần thì chỉ có hai người, nên rất nhanh ánh mắt của đám người này liền trở nên dữ tợn quát lớn tiểu tử nhân loại khẩu khí của ngươi cũng thật lớn thật đúng là không biết trời cao đất rộng là gì lại còn dám giết người của tộc ta trước đem hai ngươi đoạt xá sau đó sẽ đến đan thành này lời này vừa dứt vô số dị ma tộc cả người bạo phát ra kinh khủng hắc sắc ma khí liền hướng từng trần ào ào nhào tới mặc uyên bạch thấy vậy đang định lao lên xuất thủ thì bị từng trần ngăn lại nói giao cho ta đi nói xong thân hình từng trần nhanh như chớp đã giết tới đám dị ma tộc kia phong lôi kiếm chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay mạnh mẽ chém tới không lôi kiếm vượt được tần trần thi triển ra đầu tiên trong nháy mắt cả mảnh thiên địa này đã bị kinh khủng lôi quang bao phủ hóa thành một mảnh lôi đình hải dương ở trong biển sấm xét này tần trần giống như lôi thần thiên lôi kiếm trong tay liên tục huy vũ chi chít kiếm khí cùng lôi quang kết hợp với nhau giống như hàng tỷ lợi kiếm hướng đám dị ma tộc kia đánh tới hừng hực lôi quang hạ xuống đem đám dị ma tộc này trấn cho nổ tung hóa thành linh hồn lực lượng rồi bị lão nguyên thu nhận ở bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp ung dung cắn mất những linh hồn dị ma tộc này làm lão nguyên có chút ngượng ngùng nói từng trần tiểu tử thật sự không cần ta động thủ sao không cần đám cặn bã dị ma tộc này liền giao cho ta đi vừa nói từng trần vừa điên cuồng xuất thủ kinh khủng lôi quang bao phủ xuống trong nháy mắt mười mấy tên cường giả dị ma tộc lao về phía từng trần tất cả đều ngã xuống không một tên nào may mắn còn tồn tại đem mấy tên này diệt sát xong từng trần cũng không dừng lại ở đó thân hình như điện lao thẳng vào trong đại quân ma tộc điên cuồng tàn sát từng đạo ti chép hạ xuống mỗi một ti chép đều mẫn diệt một tên dị ma tộc ma tướng đồng thời bên trong lôi quang còn ẩn chứa kinh khủng kiếm ý đem một ít dị ma tộc có tu vi yếu kém trực tiếp cầm cố lại sau đó kinh khủng lôi quang to bằng cánh tay như thiên ti vạn lũ hạ xuống đem những tên dị ma tộc bị cầm cố này đánh cho nổ tung hóa thành phấn vụn tiêu tán trong hư không dưới chi chít lôi quan hạ xuống rất nhiều dị ma tộc cũng theo đó mà liên tục chết đi tràn cảnh này quá thê thảm quá dọa người để cho mấy tên dị ma tộc cường giả phẫn nộ gầm lên quát lớn tiểu tử người mau dừng tay lại mấy người bọn họ đều là ma quân cao thủ do đoạt xá được thân thể nhân loại tu vi khôi phục lại không ít nên mới miễn cưỡng chống lại được công kích của từng trần lại thấy một màn như vậy nên vừa kinh vừa sợ tức khắc liền lao đến từng trần phát động công kích từng trần thấy vậy thì ánh mắt phát lạnh thiên lôi kiếm trong tay nở rộ lôi quang từng cái phù văn hiện lên nở rộ ánh sáng nóng bỏng trực tiếp quét ngang ra liền đem mấy tên ma quân đang lao tới này chém cho nổ tung hóa thành bụi phấn vô tận ma khí bị lão nguyên thu nhận từng trần cũng thu lại không lôi kiếm vực của bản thân bầu trời đang thành lại lần nữa khôi phục ánh sáng tất cả mọi người trong đan thành đều dạy ra nhìn thân ảnh từng trần ngạo nghễ đứng đó không ai ngờ tới chỉ trong chốc lát như thế tất cả dị ma tộc đều ngã xuống không còn một tên sống sót một màn như này liền khiến cho tất cả mọi người cả kinh trong nhất thời cũng chỉ biết trợn mắt há mùng mà nhìn về phía từng trần đem đám dị ma tộc kia chém giết sạch sẽ tức giận trong lòng hắn lúc này mới hòa hoãn xuống thân hình thoát một cái liền đi tới trước người huyền thịnh các chủ sau khi hỏi qua một số tình hình của đan thành thì từng trần cùng với đám người huyền thịnh các chủ liền trở lại trung tâm của đan cát trong đan thành ở bên trong đại sảnh của đan cát nhâm nhi chém trà nhỏ mặc uyên bạch dùng thần thức đảo qua toàn bộ đan thành một lượt khi thấy mức độ phát triển của đan thành so với tam vực đều mạnh hơn làm hắn không gì sánh được cảm khái lên tiếng nói huyền thịnh ngươi làm rất tốt không nghĩ tới chỉ một bác phẩm dược hoàng lại có thể tại bắc thiên vực tổ chức ra cục diện thế này huyền thịnh nghe vậy thì có chút hiếu kỳ nên liền quay sang từng trần hỏi trần thiếu vị tiền bối này là không đợi cho từng trần lên tiếng trả lời thì mặc uyên bạch đã tươi cười nói lão phu mặc uyên bạch nghe được danh tự này làm huyền thịnh có chút sững sờ bởi hắn có cảm giác dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi thế nhưng nghĩ thế nào cũng không ra cũng khó trách huyền thịnh các chủ nghĩ không ra bởi vì thân phận của hắn thật sự quá thấp mặc dù tại bắc thiên vực đã là tồn tại cao nhất thế nhưng nếu ở vũ vực thì lại không coi vào đâu cả đương nhiên đối với cái tên này sẽ không quá mức quen thuộc mà mặc uyên bạch khi thấy biểu tình này của huyền thịnh thì không khỏi cười khổ nói ra các hạ cũng là người của đan cát mà ngay cả đương nhiệm các chủ của đan cát cũng không nhận ra sao huyền thịnh nghe vậy thì bị dọa cho nhảy dựng lên vội vàng cung kính hành lễ nói thuộc hạ bái kiến các chủ đại nhân mà ở một bên đám người mặc độc túc lão thấy vậy cũng đều trợn mắt há mồm từng người đều ào ào tiến lên quỳ lạy từng trần thấy vậy thì khẽ lắc đầu lúc này mà mặc uyên bạch vẫn có tâm trí đi đùa giỡn đám người này như vậy nên liền lên tiếng nhắc nhở được rồi mặc uyên bạch chính sự trước mắt quan trọng hơn vâng trần thiếu nói ra lời này mặc uyên bạch khẽ nâng tay lên tức khắc một cổ vô hình lực lượng sinh ra đem đám người huyền thịnh nâng lên mà mấy người huyền thịnh khi nghe các chủ đang cắt xưng hô với từng trần là trần thiếu thì không khỏi hoảng sợ quay sang nhìn từng trần mặt mộng bức không hiểu là chuyện gì xảy ra về phía từng trần hắn cũng không có lãng phí thời gian vào mấy chuyện này nên trước tiên liền hỏi thăm huyền thịnh các chủ về sự tình có liên quan đến bắc thiên vực trong thời gian qua và theo như lời mà huyền thịnh các chủ kể lại rất nhanh từng trần cũng biết được những chuyện phát sinh bên trong bắc thiên vực hôm nay toàn bộ bắc thiên vực đâu đâu cũng là chiến tranh dị ma tộc điên cuồng đoạt xá cường giả nhân tộc đưa tới rất nhiều thế lực hoàng cấp của bắc thiên vực bị hủy diệt toàn bộ bắc thiên vực đã hoàn toàn xa vào biển lửa thế nhưng ngoài những thông tin này ra thì mấy người huyền thịnh cũng không biết được thủ lĩnh của đám dị ma tộc này ở địa phương nào bởi vì các thế lực bị tấn công cơ hồ đều không có một ai còn sống sót nên tin tức truyền ra cũng là không có. So với đám dị ma tộc phổ thông chỉ biết sát lục và đoạt xá kia, thì từng trần lo lắng hơn vẫn là hỗn độn ma sao. Nếu như để phệ thiên ma chủ lấy được hỗn độn ma sao, như vậy thiên vũ đại lục sẽ triệt để rơi vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng từng trần dâng lên cảm giác nặng nề, hắn liền lên tiếng, hỏi xem có tin tức gì ở bách triều chi địa truyền đến hay không. Nghe từng trần hỏi vậy, Mặc độc túc lão liền mang lên một cái ngọc giản truyền tin đưa cho từng trần, mà theo như lời lão nói, thì ngọc giản này là do bách triều chi địa truyền đến tin tức tại mấy ngày trước. Tần Trần nghe vậy thì vội vàng dùng tinh thần lực đảo qua, trên mặt tức khắc lộ rõ nét mừng. Bởi vì tin tức này là do Khô Lâu Đà chủ truyền ra ngoài, ở trong có giải thích rất tỉ mỉ những chuyện phát sinh tại Bách Triều Chi Địa trong thời gian vừa qua. Sau khi biết Bách Triều Chi Địa không có việc gì, thì lo lắng trong lòng Tần Trần mới triệt để hạ xuống. Nếu như Phệ Thiên Ma chủ không có tại Thiên Ma bí cảnh, thì khả năng cao nhất chính là ở cổ Nam Đô. Ngay sau đó, Tần Trần quyết định xuất phát tiến đến cổ Nam Đô ngay. Trước khi đi, Tần Trần tiêu hao thêm nửa ngày thời gian để gia cố đại trận đang thành một lần nữa, đồng thời cũng bố trí thêm vài tòa cử giai đỉnh phong đại trận thì mới yên lòng rời đi được có đại trận này thủ hộ chỉ cần không phải là phệ thiên ma chủ tới chỉ dựa vào mấy tên thượng vị ma quân kia cũng phải tốn đến 10 ngày nửa tháng mới phá vỡ được mà thời gian dài như vậy đủ để từng trần chạy tới cứu viện xong xuôi mọi việc từng trần và mặt uyên bạch liền tiến đến cổ nam đô ngay trên đường đi từng trần cũng không có gấp bởi vì khi trước ở huyết mạch thánh địa hắn có phân phó cho cổ tôn nhân và hắc nô đi tới nơi này rồi một khi cổ nam đô có dị thường thì cổ tôn nhân sẽ truyền lại tin tức cho hắn ngay trong khi từng trần tiến đến cổ nam đô thì lúc này tại chỗ sâu trong phiêu miễu cung bên trong một cái ma trì lạnh lẽo xung quanh ma trì là từng ngọn thạch bi mà trên mỗi một ngọn thạch bi đều có một tên dị ma tộc cao thủ đang nhắm mắt tu luyện đám dị ma tộc cao thủ này chính là cường giả trấn thủ phiêu miễu cung và ma thập đám người mặc dù quanh năm suốt tháng ở đây bế quan thế nhưng bọn chúng vẫn biết được những chuyện xảy ra tại bách triều chi địa thế nhưng do không có mệnh lệnh của ma linh nên bọn chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đúng lúc này ngọc giảng truyền tin trên thân gia ma thập liền sáng lên hắn vội vàng dùng thần thức đảo qua tức khắc trên mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ sau đó là hưng phấn cùng mừng như điên nói ra đại nhân nói diệt tuyệt kế hoạch khởi động lời này vừa được nói ra mấy tên dị ma tộc cao thủ xung quanh ánh mắt đồng thời sáng lên trong đồng tử toát ra hưng phấn cùng dữ tận, hung hăng hướng thạch bi phía trước đánh nát theo thạch bi bị đánh cho vỡ nát một cổ ngập trời ma khí ở giữa ma trì đột nhiên bạo phát bắn thẳng lên cao đem toàn bộ bầu trời phiêu miểu cung dụng thành một mảnh hắc sắc cùng lúc đó tại một số mật địa tại vũ vực tam trọng thiên đột nhiên có ma khí phóng lên cao ngủ xe mấy trăm năm cuối cùng cũng có thể đại khai sát giới. các chư tướng nghe lệnh đem toàn bộ nhân tộc trong vũ vực diệt tuyệt, không chừa một mống. từng tên dị ma tộc ngửa mặt lên trời gầm thét, trên thân ma khí ngập trời, dẫn theo vô số oan hồn của dị ma tộc khắp nơi xuất kích. bắt đầu từ giờ phút này, đại kiếp nạn của vũ vực chính thức bắt đầu. đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.